Quay lúc mô mà hết còn 10% pin là viền. Cậu quay 12 rồi chứ. 12 rồi chứ đang còn pin. Bác nó quay nó cho tôi cháu nó đúng này. Nói bà bác quảng không pin mở. Đi cái vườn khác đi. Vườn đi cái bữa vừa rồi. Bữa 5 phút bữa rồi cũng ngồi đây. Mới cách nhau có 2 bữa. Xuống vườn chúng thợ thôi đấy, người xuống chặt từng tí vẫn mẹ mà mỏn không là mỏn. Cái gì mồ loá mồ nhỉ? Cái lùng bùng cái gì mồ. Đi xuống xã nha bà cười đi. Đi mà, ngồi đi đi. Thôi anh Viền cũng được rồi đó. Nước thì uống rồi, cái gì ăn rồi. Cho mua tăng nữa cho bác. Viền thì đưa đây rồi. Viền đi, bây giờ ra mua tăng nữa. Cái mì không bác này ơi. Ăn cái nữa cho khỏe, chứ tức cái bác ăn lúc đấy đang còn hơi ít đi, còn hơi chậm. Cô cho lại mưa nha, sao cái xì. Mở đây. Bởi bữa ghế tao cầm cho mà đem xe vào thành vậy. Chờ mấy giờ không? 10 giờ. Chúng ngồi 10, 11 giờ vì ăn chiều ngủ rôn tí. Đưa cho bác như vậy anh. Đầu chiều xuống ngồi lối đây này. Lúc nào đã đủ. TV ở đây này. Bạn Lin chưa ta? Chào bạn Lin chưa? Kêu bạn Lin đi. Lin. Kêu bạn Lin chưa? Hả? À. Gọi ông Diêm cho bà thấy đi. Có bảo được không? Hả? À. Nói mà không giữ Diêm à? Bạn. Không phải bạn à? Chứ cái gì? À bác Linh. Ừ.
Cãi sớm nghỉ mà lại đi ăn rồi à? Ôi giờ đi mãi quên rồi.